Ngày 2 tháng 10, Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ người Mỹ Jack Holmesey gửi đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì vi phạm bản quyền. Ngày 5 tháng 10, quản lý Noo Phước Thịnh tuyên bố hủy hàng loạt show, đi kèm là hình ảnh nam ca sĩ với dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi. Đến ngày 19 tháng 10, Noo Phước Thịnh bất ngờ trở lại với hình ảnh vô cùng lạ lẫm. Trong MV Những Kẻ Mộng Mơ, Noo Phước Thịnh đã tự cắt phăng mái tóc của mình. Đây là một trong những hình ảnh mà Noo rất là thích. Và chia sẻ với mọi người rằng là nếu mà Noo không đi làm ca sĩ nữa thì việc đầu tiên Noo sẽ đi cạo đầu của mình. Việc thứ hai thì Noo sẽ dùng da cho Noo đi và đi chơi khắp nơi. Đó là những điều mà Noo rất là mong đợi. Nhưng mà con đường ca sĩ của Noo thì không biết bao giờ thì nó mới dừng lại. Vì vậy cho nên rằng là thôi thì cũng nhân đây thì làm trước luôn. Rồi đến khi nào mà biết những cái duyên mà nó hết rồi thì mình lúc đó mình sẽ lại quay về với những cái đam mê, những cái sự nổi loạn trong con người mình. Bên cạnh đó là hình ảnh nam ca sĩ hút thuốc được cho là đầy nam tính bất cần. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu những hình ảnh này gây ảnh hưởng không tốt đến những khán giả tuổi teen? Noo Phước Thịnh cũng xin thú thật luôn là Noo Phước Thịnh cũng là một người hút thuốc, mà chỉ là không hay thường xuyên hút, không hút quá nhiều. Vậy cho nên là mỗi khi hút là cứ là mọi người sẽ không bao giờ thấy hình ảnh đó. Chỉ là tại vì đây thì cũng có một vài cái hình ảnh mà nó vô tình leak ra như thế. Và rồi trong cái MV thì hút thuốc thì chỉ là cái minh họa cho cái nhân vật ở trong MV thôi, chứ không hề có lạm dụng cái chuyện hút thuốc để đem lên cái MV này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.